rất thích xem video mở Baby Three của anh Phong Cận. Hy vọng là anh Phong Cận sẽ mở thêm nhiều Baby Three nữa. Anh Phong ơi, ra vision mới rồi kìa, mua đi anh. Ây à, có vẻ rằng là có khá là nhiều bạn thích coi video tôi mở Baby Three quá nha. Cũng đúng thôi, tính ra là cái cảm giác mà ngồi xem một cái người nào đó mở một cái hộp Baby Three ở bên trong là con gì, màu gì, có phải xích rịch hay không, mắt ướt hay là mắt lé, cũng rất là hồi hộp luôn các bạn. Bản thân tôi cũng rất là thích xem người ta mở Baby Three luôn. Nhưng mà hiện tại bây giờ là trời đang khá là tối rồi các bạn ạ. Đây, bạn có thể nhìn thấy là hiện tại bây giờ trời đang là 22:37, có nghĩa là 10 giờ tối rồi. Đây mấy bạn coi nè, đây. Đó, thấy không? Bằng chứng đó, 10 giờ tối rồi. Mà 10 giờ tối thì người ta đóng cửa hết rồi. Làm gì mà còn ai bán bì. Này đâu đây đây. Hả? Mấy bạn fan thích coi inbox cho nên là tôi mua. Fan thích hả? Ừ. Mày cứ nhớ tiền tôi giữ hết trơn rồi, cái này đâu ra vậy? Đâu ra? Mượn tiền đậu hả? Lộn mượn tiền Kai. Kai có tiền nhiều chứ sao mượn miết vậy? Thì sao kệ đi, nói chung là có quà inbox cho bạn coi là được rồi ha. Sao ha đắp lưng cho nè. Không có bé ba, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ có một hộp bé có tên là bé cái gì đấy, Kimmon hả? Kimmon hả? Kimmon. Bé này là bé Kimmon các bạn. Đó, tôi không cần biết bé Kimmon là bé gì hết, miễn là bé giống bé đậu là được. Đây. Đây là hình như là chỗ Rocky luôn. Đúng rồi, đây chính là một cái hộp mà mấy bạn thấy cái con gọi là ở trên, cái con này là con signature ở trên cái hộp á, thì các bạn có thể thấy là bé đậu của chúng ta này, thấy không? Đấy. Rất là dễ thương luôn nha, thì mấy bạn biết vô. Hiện tại là bé đậu đang đi bệnh viện. Bé đậu đi bệnh viện được một tuần rồi bạn. Ôi nhìn mặt uông kìa, sắp đi rồi. Đi nha, bye bye nha. Nhớ đậu quá cho nên là mình quyết định mua cái này để mình inbox cho đỡ nhớ đậu. Trời ơi, thương dễ sợ chứ nhớ đậu quá giờ inbox. Sao thấy nó không liên quan? Có chứ, không nhớ quá. Inbox sau đó tặng lại cho đậu. Cái đậu là đồ chơi các bạn, đấy. Nếu mấy bạn không biết nha, thì đồ chơi của đậu rất là xịn các bạn. Sammy mở được mỗi con gọi là bé ba rất là xịn luôn. Sam đưa cho đậu chơi luôn, trời ơi. Rồi đây, giới thiệu các bạn, ở bên trong chúng ta sẽ có 3 chiếc hộp của bé Kimmon. Đấy, là tôi hy vọng rằng là 6 chiếc chứ. 6 chiếc chứ ba ông bị mờ. 6 chiếc hộp nha bạn. Và tôi hy vọng rằng là trong 6 chiếc hộp này sẽ có bé đậu của chúng ta nha. Đúng ok rồi. Và ngày hôm nay không chỉ mở cái hộp bé Mingo không đâu, mà ngày hôm nay mình sẽ mở thêm một bé nữa. Đó chính là bé Migo nha bạn. Migo. Bé Kimmon và bé Migo đó, thêm một hộp nữa nè. Khuyến mãi cho mấy bạn người xem, mấy bạn fan. Đó, ok rồi, bây giờ nguyện vọng ông là cái gì? Nguyện vọng là cái gì? Nguyện vọng tôi là ra sức lịch. Trời ơi, người dòng tôi ra đậu thôi. Đó, người dòng tôi là con đậu rồi, thôi. Okay. Đây là tất cả các con này cho bạn thấy nè. Rồi, ok nha. Con đầu tiên, con đầu tiên là con gì đây? Con gì đây? Hình như có thể nhìn xuyên qua được Sam ơi. Không nhìn được, nhìn nó xuyên vậy thôi rồi. Con nào đây? Không sao. Con gì đây? Ra là đầu thúi không? Ra đầu thúi là biết rồi luôn á. Sao tôi thấy nó giống con thỏ vậy? Tôi thấy hình như nó có lỗ tai. Trời ơi. Đúng. Có con áo. Lý là nhầm, con áo. Đúng rồi, con vàng. Gì đây không biết. Không, nhưng mà tôi thấy con này nhìn nó giống đơm đớm hơn á Sam ơi, nhìn nó dễ thương mà. Ôi đây cái cạc đó nè. Ê dễ thương quá vậy? Dễ thương. Nhìn dễ thương mà. Ủa con đơm đớm hay là con ong ta? Con ong. Nó đớm gì vậy? Nó cầm bông hoa nè con ong. Tại tôi nhìn thấy cái thân của con này nó màu trắng các bạn, cho nên tôi tưởng là đơm đớm, nhưng mà nhìn dễ thương nha bạn, nhìn rất là dễ thương thôi nha. Không phải đậu. Ok. Rồi, để lượt tôi. Lần này á, tôi mở phát là ra con đậu cho các bạn coi nè. Xé luôn nè. Xé luôn nè. Để đây. Bạo luôn nè. Rồi. Để xem coi. Nó là con gì nha các bạn. Mấy cái khúc mở này hồi hộp lắm các bạn ơi. Đúng luôn á. Em cái này xé như bạch bim bim quá. Panda. Wow, nhìn nó giống em bé các bạn. Trời ơi. Em dễ thương quá à. Em mắc mấy con này nhiều màu quá à. Mắt này nhiều màu cực. Ui mà mắt con này nó màu xanh nha các bạn coi nè. Mắt con này, mắt của bé này là có màu xanh dương, nhìn rất là đẹp luôn nha. Ui mà mắt con này nhìn đẹp hơn mắt bé ba luôn á. Mắt con này Galaxy này đây nè. Galaxy luôn á. Mấy cái cạc của nó nhà nhìn đẹp lắm không? Nhìn nào hoài, như bé gì đó. Ok. Rồi, hai bé. Đến tôi. Tiếp theo, ra con đậu đi, tôi cần con đậu thôi. Trời ơi, nhớ đầu quá rồi. Nhớ đầu quá rồi hả? Đúng rồi, chỉ cần con đầu thôi. Cần con đầu thôi bé đầu chuối rồi. Phù hộ chị nha em ơi. Ủa đậu còn sống mà phù hộ gì? Quên, mệt quá à. Đậu ơi, tiếp xin tiếp sức mạnh cho chị. Tiếp sức mạnh cho chị rồi. Okay. Đậu thúi, đậu thúi. Ôi đẹp à. Con cá, ôi. Thúi đẹp. Thúi Simmy mà thấy con này là Simmy gọi là Sim liền luôn á. Trời ơi. Sim ơi. Các bạn nhìn nè. Em có nghe gì nói không Sim? Ôi nó đẹp mấy bạn ơi, các bạn nhìn nè nó đẹp. Trời ơi, nhìn nó đẹp, cái con mắt nè các bạn. Trời ơi. Oh my god. Ôi đẹp điên, Sim ơi có nghe chị nói không em? Đẹp gọi điện không? Cho Sim, gọi điện cho Sim. Sim ơi. Ôi, Sim tắt mic rồi. Sim tắt loa, tắt mic rồi. Trời ơi, tiếc ghê luôn. Con này đẹp quá bạn ơi, trời tí nữa tôi lên tôi khoe cho Sim. Trời ơi. Em khoe thì tí nữa lên khoe coi nó có Sim sao. Ôi. Ê, nó đẹp khùng luôn á. Một tí nữa tôi với Sam sẽ đem con này lên để khoe với Simmy để coi Simmy sẽ phản ứng sao nha. Sim cũng sẽ xin thôi, tại vì nó quá đẹp các bạn ơi. Không cho, của tôi. Ê, cho tay tôi xịn không, tay tôi xịn không, có nhìn xịn luôn. Trời ơi, tay xịn là phải mở được xích địch với lại mấy đậu hiểu không? Đâu. Cái con này là cũng là một trong những con phải có. Mà, nó đẹp chết. Nè, nhìn nè, giờ mở. Cái này cái chân, à tôi sờ trên cái chân tôi tưởng con này nó có cái sừng. Tôi tưởng được xích địch chứ. Từng con đầu thôi. Con này đẹp nha bạn. Con gì vậy? Con mèo. Mèo Galaxy. Mèo Galaxy. Wow. Trời wow. Ơi. Con này là con màu tím mấy bạn. Ui tôi thích cái màu này quá ta. Cái màu này đẹp cực. Ê, nhưng mà mắt, cái mắt của con này. Ui con này mắt hai màu. Con này mắt hai màu các bạn ơi. Wow. Màu hả? Xịn thật sự. Đây còn hai hộp thôi. Mấy bạn thấy không cái hình kìa. Chưa ra bé đậu được. Cái avatar là con đậu này nó hiếm mấy bạn. Phải ra cái con vỏ nè. Rồi bây giờ còn hai con thì con là con đậu. Con bây giờ con đậu. Mỗi người một hộp đi. Ủa thì con là con đậu. Tôi nghĩ là sao mà con đậu còn tôi là xích địch. Gì khô quá vậy. Rồi cũng mở ra. Rồi thôi, ai mà từng người mở đi, tôi sợ lắm, tôi sợ. Rồi, đậu rất là thương tôi nghĩ là tôi sẽ đang đậu. Ok. Thương tôi lắm à. Tôi tin Sam mà. Đậu ơi, phù hộ chị cho đậu ơi, đậu thúi. Con thỏ. Từ nãy giờ chúng ta đã ra được con thỏ, con ong. Ui ra hết luôn rồi đó, chúng ta còn thiếu bé đậu rồi đó. Con đậu là ong đó. Vậy có nghĩa là đây sẽ là bé đậu hoặc là xích địch. Nếu như mà ra xích địch thì cũng buồn bởi vì không ra bé đậu. Để cho mắt mấy con này đẹp khùng luôn á. Cho các bạn xem đi, cho các bạn xem con này đi. Hả? Con thỏ hả? Cho các bạn xem đi. Đẹp khùng luôn hả? Đẹp khùng, đẹp điên luôn. Không hiểu sao mấy bác này bị đẹp khùng, đẹp điên luôn. Mấy bạn nhìn nè bên ngoài, đây chính là hình của nó, còn đây là bên ngoài đó các bạn đó ha. Hình quảng cáo và hình mua về nhìn đẹp hơn hẳn các bạn nghe đây. Đôi mắt của em bé này là đôi mắt màu hồng Galaxy rất là đẹp, hình trái tim hả? Wow, đôi mắt hình trái tim mấy bạn. Em thật hả? Đẹp quá vậy? Đẹp. Đó, gì đâu mà đẹp như vậy? Hình như cái mũ của nó tháo ra được đúng không? Được. Ui tháo được nè. Tháo được hết. Trời ơi đẹp quá à. Rồi. Rồi đòi bắt ông nào. Thôi vậy thì tôi chỉ có thể là bé đậu thôi bạn. Bé đậu thuộc về tôi rồi. Bé đậu thuộc về tôi rồi. Em không hơn chứ hả? Đậu. Ôi đẹp quá à. Tôi giật mình các bạn. Tôi tưởng tôi thấy nó không phải màu cam. Tôi tưởng không phải con đậu. Trời ơi đây rồi. Đây rồi. Trời ơi, nó đẹp khùng luôn á kìa. Đây chính là bé đậu của chúng ta bạn ơi. Và bé đậu đã có được đồ chơi mới nha bạn. Đây cái thẻ nè. Đâu cái thẻ bé đậu đâu. Đẹp khùng, đẹp điên. Đây là cái thẻ của bé đậu nha bạn. Đó. Rất là đẹp luôn. Và đây là hình quảng cáo và hình mua về nữa. Đẹp nha, đẹp nha. Con bé đậu này đẹp ghê bạn. Đó, đôi mắt của nó nè. Trời ơi đẹp. Ok. Đó, đây là tất cả các con rồi đó bạn. Đây chính là tất cả các con, mặc dù là không gọi là chúng được xích địch nhưng mà không sao, có bé đậu thì cũng được rồi đó. Ok. Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau đến với hộp tiếp theo. Chiếc hộp cuối cùng Migo. Liệu rằng lần trước tôi ra xích địch đúng không Sam? Đúng rồi, lần này là có 3 con, bây giờ thích con nào nhất? Ui, bây giờ là tôi tiếp tục là xích địch thôi. Tôi thích con. Ơi khoan từ. Ở trong đây nó có một cái con nó màu đỏ và nó có cái gọi là hình ngôi sao ở giữa giống lá cờ Việt Nam quá nè. Wow, tôi muốn con này nha, tôi thích con này. Trời ơi, được. Cờ Việt Nam thì tuyệt vời. Trời ơi ra được con đó thì quá tuyệt vời luôn các bạn. Trời ơi, ok. Ui, cạc là cũng hình cũng đẹp. Không sao đâu, không đây. Tôi nhìn trước cho tôi nhìn trước. Không cho Sam nhìn. Không cho Sam nhìn, Sam phải hồi hộp cùng với Phong, hiểu không? Bây giờ Phong với Sam sẽ cùng nhắm mắt lại, sau đó chúng ta sẽ cùng mở mắt ra để coi nó là gì. Rồi ok. Nhắm mắt nha, không ăn gian nha. Rồi nhắm mắt nè, Sam xé cùng Phong đi. Rồi. 2, 3. Xé. Rồi Sam lấy ra cùng Phong nè. Từ từ nha, bây giờ hai đứa mình phải sờ để coi như thế nào đã. Ủa, chưa xé được. Ủa, xé được chưa? Chưa được. Ủa, để nhìn đi, nhìn đi. Không, không được nha. Chưa xé mà. Rồi, xé chật rồi. Ơi, xé hộp rồi. Đây đây, để Phong, rồi nhắm mắt lại, nhắm lại, để Phong cắn cho. Rồi. Rồi, được rồi. Con gì vậy? Con này nó như thế nào ta? Cái mũ, cái gì đây? Cái gì đây? Hai cái chân. Nó giống chú hề, nó giống chú hề. Hai lỗ tai, giống chú hề. Nó là chú hề sao mà? Nhưng mà là tối bằng chú hề. Nhưng mà hình như là chú hề này nó dính vô luôn rồi. Nó không phải là cái mũ cho nên không phải là xích rịch. Rồi. Wow. Wow. Đẹp wow. Con này là wow. Đây nè. À đây, ok. Wow, nó không phải là xích rịch, nó không phải là xích rịch các bạn. Ui nhưng mà đẹp nha nè. Đẹp quá. Wow. Trời ơi. Mắt hai màu nha bạn. Trời đây ơi. Là chú hề phiên bản nữ nha các bạn nha. Trời ơi đẹp quá vậy. Đẹp không Sam? Em phải ôi, không? Hay con này mình móc chìa khóa xe đi. Trời. Đúng không? Chị bộ quá vậy. Vậy mình lấy bé nào mình móc chìa khóa xe đi. Thôi nói chung là mình dùng để móc chìa khóa xe đúng không ạ? Đúng rồi. Ok. Trời ơi nói chung là cũng sợ cũng đẹp đó. Mặc dù là mở ra được bé đậu với lại mở ra được những cái bé rất là dễ thương, nhưng mà thật sự là cái cảm giác mà lần trước mình mở được con xích rịch đó các bạn, mình vẫn chưa thể nào quên được cảm giác đó. Xích rịch. Mình quên mình rất muốn được gọi là cảm nhận là cái cảm giác mở được con xích rịch nó xịn sò như thế nào. Trời ơi tôi rất muốn được mở xích rịch các bạn ạ. Nhưng mà không sao, được cái bé như thế này là cũng dễ thương rồi. Đây chú hề phiên bản thường và chú hề phiên bản xích rịch nè Phong. Đây. Hai chú hề luôn, em Phong bị hợp chú hề á. Rồi. Đây là chú hề nam, đây chú kia là chú hề nữ. Đây là chú hề phiên bản. Sao đội nó phụ Phong. Đây, rồi ok. Đây, hai chú hề nha. Đây là chú hề nam và chú hề nữ, đây là xích rịch nè các bạn. Lần trước mình trúng là hơi bị xịn luôn. Siêu hiếm luôn nha các bạn. Đó, còn đây là phiên bản thường. Ok. Dễ thương quá. Bé xích rịch của tôi đó, đẹp chưa? Đẹp chưa? Nhìn cũng thấy mê. Đó. Ok. Rồi ok bạn, nói chung là từ nãy giờ thì mình cũng đã inbox xong hết rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cầm bé này lên để coi phản ứng của mẹ Sammy như thế nào. Đây, từ bỏ cho cái hộp xong rồi giả bộ tặng Sim đi. Giả bộ tặng thôi. Tặng luôn không? Giả bộ tặng mà đưa xong cái người ta lấy ra xong mình nói không tặng. Là tặng luôn đúng không? Không tặng. Với lại gì? Con này đẹp mà không phải giữ lại để Phong bỏ vào chìa khóa xe. Cho Sammy reaction đi ha. Rồi reaction thôi. Mà muốn cá Sim thích không? Tụi cá là tầm 89% Sim thích. Sim chắc chắn thích luôn, nó dễ thương mà. Đi thôi, let's go. Các bạn biết không, mình với Sam là biết mật khẩu nhà của Sim với Kai luôn các bạn. Trời ơi, sao nhà tối vui vậy? Giống này. Giống. Kai với Sim hãy reaction gọi là cái con mà Phong mới vừa mở ra được. Đúng đó à. Cái con này tôi đang dự đoán là Sim sẽ auto 100% thích. Nếu mà con này Sim không thích là tôi thất bại. Đó Ok. Rồi để xem coi. Không phải xích rịch đâu, mình nói thẳng là không phải xích rịch. Nhưng mà nó đẹp lắm, trời ơi Sim sẽ bất ngờ luôn á. Bảo đảm là Sim phải bỏ tiền ra mua lại. Không, mình sẽ bán cho Sim giá 100 triệu. Sim sẽ thích thôi, nó khá độc lạ. Đó. Màu xanh nha. Không, con khác luôn em. Wow. Chính chưa? Wow. Ôi đẹp chưa? Wow. Nó đẹp khùng, đẹp điên đây camera luôn nè, đây nè. Em thấy sao? Thấy con này sao? Chú chị thấy con này luôn. Quá đẹp luôn, cái mắt nè. Các bạn ơi xinh quá à. Rồi Kai tự hiểu biết thì làm gì rồi đúng không? Theo con này xinh nha. Kai. Kai ơi, bạn cầu xin mình đi, mình sẽ tặng cho bạn để bạn tặng cho Sim. Đây, con này con thỏ em, con thỏ và con cá. Trời ơi, con xanh nè, con sông ngư. Trời ơi, sông ngư. Bạn muốn bao nhiêu tiền? 100 triệu. Trời ơi. Trời ơi. Trai cái ta kìa. Trời ơi. Bạn muốn bao nhiêu tiền? $100 con cá. Cái gì vậy? Bạn muốn bao nhiêu tiền? Cái gì bao nhiêu tiền quá vậy? Bạn cầm đi. Tôi có tiền rồi. Ôi, ít quá hả? Ôi, ít quá hả? Trời ơi, thôi lấy tiền xây nhà không ơi, thôi rồi ok. Tôi hết tiền rồi. Trời ơi. Sao thầy có tiền? Xin hết là được, xin hết là được. Ủa mà lỗ. Không ơi, mình đi về nhà mình cưới thôi. Về nha.